tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954, cứ xây nhà năm 2022 Nhâm Dần là sẽ được hưởng lộc trời ban, tiền bạc kéo đến ầm ầm, tiêu ba đời không hết. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho 30 tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, người dân Việt Nam ta từ xưa đến nay vẫn thường có quan niệm rằng an cư, lạc nghiệp. Một căn nhà vững chắc và yên ấm sẽ là hậu phương cho con người yên tâm theo đuổi mục tiêu, vươn đến thành công lớn lao trong công việc và cuộc sống. Chính vì vậy, gia chủ Giáp Ngọ trước khi có quyết định xây nhà vào năm 2022 Nhâm Dần, nhiều người thường cân nhắc thật kỹ lưỡng để thiết kế được một ngôi nhà thuận theo phong thủy và có thể mời đón thần tài, chiếu cố, quý nhân phù trợ, vạn sự hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các chuyên gia tâm linh, thì trong năm 2022, năm Nhâm Dần, không phải bất kỳ con giáp nào cũng hợp tuổi để xây nhà. Nếu như gia chủ Giáp Ngọ đang có ý định xây nhà vào năm 2022, thì xin mời hãy theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay để không phạm phải đại kỵ dẫn đến tai bay vạ gió, đại họa triền miên nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết. Thưa quý vị, để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến yếu tố kim lâu, hoang ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954, bước sang năm 2022, Nhâm Dần đã 69 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm kim lâu và hoang ốc là hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành thuận lợi, hanh thông. Sau khi xét xong các yếu tố về tuổi, quý vị cần phải lưu ý xem xét đến hướng đất cũng như là hướng nhà có làm được hay không. Và mình ở trên đó sẽ như thế nào? Quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát về cát hung của từng hướng nhà trong năm 2022 sau đây. Các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ thuộc cung mệnh khảm có 4 hướng tốt: hướng Bắc phục vị, Đông thiên y, Nam diên niên, Đông nam sinh khí. Và bên cạnh đó cũng có 4 hướng xấu là Tây họa hại, Tây nam tuyệt mệnh, Tây bắc lục sát, Đông bắc ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ may mắn ở những hướng Đông tứ mệnh thì xin chúc mừng các mệnh chủ, còn nếu ở hướng Tây tứ mệnh bao gồm các hướng Tây, Tây nam, Tây bắc và Đông bắc thì đều là những hướng xấu. Nếu nhà của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ nằm trong những hướng này thì có rất nhiều chuyện phiền phức xảy đến với mệnh chủ. Vậy nên mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu làm bằng gỗ đào để hóa giải nhà không hợp hướng. Gương này đã được thầy khai quang trì chú theo pháp của đạo gia, giúp cho công năng phong thủy của gương được phát huy tốt nhất, giúp cho gia chủ hóa giải được tai ách thị phi do nhà sai hướng mang lại. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng vào xem trong năm 2022 Nhâm Dần hướng nhà nào xây tốt nhất cho tuổi Giáp Ngọ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là hướng Tây. Hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, mà nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì lại càng nguy hại. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để hóa giải. Gia chủ tuổi Giáp Ngọ mà ở nhà hướng Tây bị rơi vào cung họa hại. Họa hại là sao lục tồn, thuộc hành thổ, là một hung tinh mang lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên để hóa giải khí xấu của nhà bị phạm cung họa hại, các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu làm bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên dùng để hóa giải nhà không hợp hướng. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn Hợi, 292,5 đến 337,5 độ.
năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ và có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất. Nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái được học hành đỗ đạt. Còn nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Tuy nhiên, với các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ mà ở hướng này thì không hợp hướng, bị phạm vào cung lục sát, mà lục sát là sao văn khúc. Có ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, hợp với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Nó là hung tinh nhưng so với các sao khác thì đỡ hung hại hơn. Để hóa giải nhà không hợp hướng và sự hung họa của sao văn khúc tinh mang lại, các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy hàng đầu chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Hơn nữa, ở phong thủy gia cát, gương bát quái tinh cầu được thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng đối với từng gia chủ. Vậy nên sẽ phát huy được tối đa công năng, mang lại may mắn bình an cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Tiếp theo đây là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm ba sơn, Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi mà xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây thì hãy liên hệ với thầy gia cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, với những gia chủ tuổi Giáp Ngọ mà ở nhà hướng này cũng không hợp hướng, bị rơi vào cung ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh, thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở nhà hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm hơn. Vì vậy, để hóa giải hung họa do nhà bị phạm ngũ quỷ, các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải những xung sát do nhà phạm hướng ngũ quỷ mang lại. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm ba sơn, Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba sát tinh lớn, hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn thì không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Những quý gia chủ tuổi Giáp Ngọ cũng nên lưu ý, nếu tuổi Giáp Ngọ mà ở hướng này sẽ bị phạm vào hướng tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao. Sẽ đem đến tuyệt khí, tử khí vào trong nhà, gây ra tai họa cho gia chủ. Khi xuất hiện ở hướng này thì sự nguy hại của nó đỡ khốc liệt hơn so với xuất hiện ở Đông Trạch. Nhưng cho dù gặp về tương sinh ngũ hành thì nó cũng là sao có thể gây ra tai họa. Thứ năm là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó, mà người thường gặp nó thì nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần, Nhất Bạch lại là quan tinh. Nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thì thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật, về huyết, thận hư hoặc trở thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc liên quan đến văn. Nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc.
Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy Mai Hoa Phú Quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương kích vận để nghênh sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Đây là căn nhà hợp hướng với gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ mà ở hướng này thì được phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc đều sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Vậy nên các mệnh chủ cũng cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Thứ 6 là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Viễn Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm 3 dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát, tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu muốn phát tài, phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng tới tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới thì cần phải hết sức lưu ý. Quý vị liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 mà ở nhà hướng Nam thì được hợp hướng, hướng Diên Niên hay Phúc Đức. Tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành Kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức, hơn nữa lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó là Kim, lại gặp hành Kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Để kích hoạt thêm vượng khí cho gia đình quý vị thì quý vị cũng nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu và một pháp khí phong thủy chiêu tài hàng đầu, đó chính là Mai Hoa Phú Quý. Hai pháp khí này đều đã được thầy khai quang trì chú theo pháp của đạo gia, giúp vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, chấn sát và chiêu tài lộc cho gia đình của quý vị tuổi Giáp Ngọ. Thứ 7 là hướng Đông. Hướng Đông gồm ba sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của bạn. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với gia chủ tuổi Giáp Ngọ mà ở nhà hướng Đông thì hợp hướng, được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh. Không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, đất đai, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên, nếu ở nhà hướng này sao Thiên Y bị giảm sút, không phát huy được tối đa công năng của nó do gặp phải ngũ hành tương khắc. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn, Thìn, Thốn, Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa, còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Giáp Ngọ mà ở hướng Đông Nam thì hợp hướng là hướng Sinh Khí. Sinh Khí là sao Tham Lang Tinh, có ngũ hành thuộc mộc là cát tinh, mang lại may mắn. Sinh Khí ở Tây Trạch gặp Càn Đoài bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp Cấn Khôn cũng bị tương khắc cho nên thuộc tính giảm. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà
và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Giáp Ngọ trong năm Nhâm Dần năm 2022. Và hy vọng rằng những nội dung trong chương trình Phong thủy gia cát ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, đăng ký và ấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất từ chương trình. Còn bây giờ, Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.